sao cho em vui, còn ai cho em vui bằng môi trên đôi môi ôi tuyệt vời. Đêm nay anh biết em thương nhiều, buồn tình trên gác khuya quanh mình vừa nghe một đoạn nhạc test qua chức năng đĩa MD qua tiếng hát ca sĩ Đa Nguyên. Em xin giới thiệu, đây là dàn mini, model là Denon MA3, loa là MS3. Dàn này full chức năng CD, MD, kết nối điện thoại, TV, máy tính hoạt động ok. Có hai ngõ optical, một in, một out, dùng giải mã DAC, 24 bit, không cần đĩa mồi. Rất là nhiều ngõ AV, thoải mái vô tư kết nối thiết bị ngoại vi nha. FM tần số là 108 bắc full đài Việt Nam, hỗ trợ ngõ sub để kết nối sub điện rời, tăng thêm dãy âm trầm. Denon MA3 55W, lo là 100W trên cặp lo, tức là 50W một thùng, trợ kháng là 6 ohm. Đặc biệt dàn này có thêm ngõ USB, nhận dàn là sao cặp rời. Đối với anh nào hay nghe nhạc lót nét từ máy vi tính, đây là một chức năng tuyệt vời. Mình cắm vào cái ngõ này, mình lấy dây máy in á, một đầu USB, một đầu vuông vuông, mình cắm vào đây thì nhận dàng là sao cạc, nghe chất lượng chuẩn khỏi chơi. Mình có rất là nhiều tính năng nè, giải mã nè, USB sao cạc nè, rồi AUX nè, kết nối điện thoại, TV, máy tính nè, rồi FM, AM nè, CD, MD luôn. Quá nhiều chức năng trên một bộ dàn như vậy. Denon thì chất lượng âm thanh khỏi chơi rồi, các anh khỏi lo về chất lượng. Trong khi đó dàn này chỉnh bass, treble, super bass, siêu trầm, chỉnh tất tần tật trên dàn luôn. Khỏi lăn tăn suy nghĩ về chất lượng. Dẫn chuyển thì nó ngoài sau nè, các anh thấy không? Một đường như vậy, không có đáng kể, không nhìn thấy gì hết, nhưng mà mình mua bán rõ ràng trước khi mình ship hàng cho nó an toàn, cho nó dễ dàng thuận mua vừa bán giữa hai bên. Mặt dàn là phay nhôm, quay gần lên cho các anh tham khảo nha. Còn lòng lo bát thì sợi Kevin tổng hợp gân cao su, chiều cao lo là 27 cm, chiều ngang cả bộ dàn là 50 cm, sử dụng tốt cho phòng 25 m², hàng nội địa Nhật, chạy điện 100V, vui lòng đừng cắm nhầm 220. Nếu có nhu cầu mua đổi nguồn kèm chung dàn thì liên hệ em ship chung cho mình, giá cục đổi nguồn em bán là 200.000, hoặc nhà mình có ổn áp cứ lấy điện 100-110V ra sử dụng, khỏi cần mua đổi nguồn bên em vẫn được. Ở đây nó có chữ like, mình có thể chuyển kết nối điện thoại qua ngõ tab, ngõ AUX. Optical là OBT, giải mã không mồi, USB nhận dàn là sao cạc. Và ở đây thì nó có AM/FM. À, FM nó 90 rồi chứ không phải 108. Không phải 108 nha, 90. Rồi ở đây thì nó có stomp. Mình qua live lại đi nha. Stomp thì nó ở đây đó, SDB là super bass siêu trầm, em chọn on. Bass trừ 10 đến cộng 10, em chọn cộng 10 luôn, nghe cho đã tay luôn. Trép thì em chọn cộng 6, tại vì cái gu của em là vậy. Bass thì phải nhiều hơn trép. Các anh nào thích trép nhiều hơn bass thì chọn thoải mái vô tư, chỉnh bass trép được mà. Mình sợ gì, mình cứ chỉnh thôi bass nè. Đó, xoay cái núm này. Nãy giờ thì nghe nhạc qua MD rồi, thì tiếp theo em sẽ kết nối điện thoại cho mình tham khảo chất lượng âm thanh. Ngoài ra em còn bán MD, nhận chép nhạc theo cầu, ca thích ca sĩ, thể loại nhạc, danh sách bài hát như thế nào thì liên hệ em sẽ chép CD, chép MD theo ý thích, theo yêu cầu, gắn Bluetooth vào dàn. Ở trong bán kính 50-100 m² thì Bluetooth bắt sóng cực kỳ tốt, khỏi cần kết nối dây nhợ rùm ra. Gắn Bluetooth hay mua MD, mua CD hay là mua đổi nguồn thì cứ liên hệ 0931008099 để em tư vấn, hoặc nhắn tin Zalo, em sẽ gửi hình ảnh chi tiết cho mình tham khảo trước khi chốt bộ dàn này nha. Bây giờ mình sẽ nghe nhạc qua chức năng kết nối điện thoại qua ngõ AUX. Các anh nhận hàng sẽ thấy khác biệt, hay hơn hẳn so với những model khác.
qua CD nha, rồi em xin kết thúc lấy test luôn. Nãy giờ mình test MD, test điện thoại thì bây giờ mình test CD. Vậy là dàn này đã full chức năng. Bây giờ em xin kết thúc lấy test, cô hàng cứ liên hệ 0931.